Kính chào bà con. Hôm nay thứ hai, ngày 17 tây tháng tháng 4 năm 2023. Lời nói đầu tiên, Hai Ngôn xin kính chúc bà con một ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mình có cái dịp đi giao một tấn phân trùng quế cho em Tâm ở xã Long Thới của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Thì bà con thấy đây cái xe tôi chở phân đang xuống tới gia đình của em ha. Anh chào Tâm. Chào em. Cái hướng em, cái phân trùng quế này em mua để em bón cho cây gì em? Gãi cam sành hả? Em trồng cam sành nhiều không? Em trồng được 4 công. 4 công. Rồi, ngon rồi đó. Đó, bà con thấy đây ha, thì em Tâm nè thì cũng một nhà vườn, cho nên em mua cái phân hữu cơ. Em thấy cái phân hữu cơ mình bón cho cái cây cam sành, nói chung tất cả các loại cây trồng mình thì nó có hiệu quả hơn cái phân hóa học phải không Tâm? Nó bền vững ha. Một bao này là nó 31-32 kg bạn, như này anh tính 30 kg. Cái này nó 34 bao là nó 1 tấn dư 20 kg. Mà này anh tặng thêm cho một bao nữa, này là nó 35 bao ha. Thì bà con thấy đây ha, thì nói chung bà con nào mà có nuôi trâu hay nuôi bò hay nuôi heo gì đó thì tôi nên khuyến khích bà con nuôi cái con trùng quế ha. Tại vì con trùng quế thứ nhất là nó sẽ giảm thiểu được cái môi trường, cái thứ hai nữa là nó mình được cái phân hữu cơ để mình bón cho tất cả các loại cây trồng của mình. Bà con thấy đây ha, thì gia đình này, gia đình của em Tâm này, bà con thấy này. Thì cái cam sành của em thì tuốt phía sau. Thì những cái đoạn video như thế này thì mang cái tính chất tham khảo cho vui. Bà con nào có thấy hay hay thì tôi xin bà con một cái comment vào cái kênh YouTube Chợ Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long, với cái số điện thoại rất quen thuộc là 0986 203 159. Tôi là Hai Ngôn, tôi sẽ đồng hành và chia sẻ với tất cả bà con nông dân. Thì bà con thấy cái hướng này là đi về Cầu Quan nha, về Cầu Quan, về Trà Cú nha bà con. Chia sẻ luôn với bà con. Cái Tâm, cái này em chia sẻ mà anh em thấy cái phân anh giao xuống em nó có tốt không? Dạ ok. Có nghĩa là cái độ ẩm nó là rất tuyệt vời phải không? Dạ, nó rất là gáo ha. Dạ. Thì những cái lời chia sẻ như thế này thì bà con sẽ thấy ha, em Tâm. Thì thôi, trước khi kết thúc đoạn video tôi xin kính chúc bà con một ngày làm việc đầu tuần được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và thành công mãi mãi. Tôi hẹn gặp lại tất cả bà con trong những cái đoạn video tiếp theo. Tôi xin kính chào bà con.